Rồi bây giờ chuyển lại cái mặt chỗ này ha. Chỗ này bao nhiêu đây? Vậy thì mình sẽ viết lại ha. Như vậy thì ở đây mình có phải là mà giả thuyết chúng ta có là gì? Giả thuyết mình có là VAN thì bằng V V cho VC C cộng với gì? ZVA bằng ZB bằng dụ gì? ZB VC. Cho nên mình sẽ viết lại là cái này bằng cái gì đây ha? Chỗ này bằng mấy? Bằng 3 lần VN lớn, đúng chưa? Thì bằng là V A N cộng cho V B N cộng cho V C. Thì 3 VN lớn này tương đương 3 VN lớn này thì bằng 0. Cho nên từ đây suy ra được VN lớn này đẳng thế dưới N nhỏ này. Lý do sao phải không?